Trường Đại học Đại Nam là trường đại học cung cấp dịch vụ đào tạo đa ngành nghề, cung cấp kiến thức cho người học phát triển toàn diện và đào tạo theo nhu cầu của xã hội. Với triết lý giáo dục, học để thay đổi, Trường Đại học Đại Nam đã và đang từng ngày tích lũy niềm tin, trở thành địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, được xã hội tín nhiệm, đánh giá tốt. Là một trong những khoa thế mạnh của Trường Đại học Đại Nam, khoa công nghệ thông tin được thành lập theo quyết định số 58 QĐ-HĐ-QT ngày 29 tháng 9 năm 2009. Cùng với quá trình xây dựng và phát triển của trường, khoa công nghệ thông tin đã có những bước phát triển lớn mạnh, trở thành địa chỉ đào tạo ngành công nghệ thông tin uy tín, chất lượng, được xã hội tín nhiệm và đánh giá cao. Cho đến nay sau 10 năm thì khoa công nghệ thông tin của Đại học Đại Nam, các thầy cô đã bắt nhịp được với cái nhu cầu về chất lượng đào tạo ngành khoa công nghệ thông tin của xã hội, và đã đưa ra hàng nghìn cử nhân công nghệ thông tin được xã hội sử dụng và đánh giá chất lượng là đạt những yêu cầu tốt với lại yêu cầu của thị trường. Thầy đánh giá là cái đóng góp của khoa công nghệ thông tin rất là tốt, đóng góp một cách bền vững, chứ không phải lúc thăng lúc trầm, và bây giờ là một trong các khoa mà thầy tin tưởng nhất ở trong nhà trường. Dựa trên cơ sở sứ mệnh chung của nhà trường, khoa công nghệ thông tin xác định sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, có kiến thức, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp tốt, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Ngoài ra, khoa còn đảm nhận đào tạo tin học đại cương, toán cao cấp cho sinh viên trong toàn trường. Với nhận thức, đội ngũ cán bộ giảng viên là điểm chốt của chất lượng đào tạo, khoa công nghệ thông tin đặc biệt quan tâm phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng. Bên cạnh đội ngũ lãnh đạo là những người có chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm như tiến sĩ Lương Cao Đông, thạc sĩ Phạm Thị Tố Nga, đội ngũ giảng viên của khoa công nghệ thông tin là những giảng viên trẻ có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề, và sinh viên là các nhà giáo ưu tú, các tiến sĩ, thạc sĩ, giảng viên được đào tạo chuyên sâu, có kinh nghiệm làm việc tại các trường và các học viện lớn trong và ngoài nước. Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội, chương trình đào tạo của khoa công nghệ thông tin Trường Đại học Đại Nam được xây dựng theo hướng hiện đại, liên tục được rà soát, cập nhật theo từng năm học, phù hợp với nhu cầu phát triển của ngành nghề trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Thế hiện nay thì nhà trường đã đầu tư một cái phòng lab tương đối là hiện đại, với đầy đủ là 7 cái máy chủ và rất nhiều các thiết bị mạng của các hãng lớn như là Cisco. Và thông qua đó thì sinh viên có thể có được những cái môi trường thực tập các cái công nghệ mới như ảo hóa, như cloud computing hay là các cái công nghệ khác. Và nhà trường đã xây dựng một chương trình đào tạo kèm theo đó là 12 tín chỉ kỹ năng nghề, giúp sinh viên tức là có điều kiện thực hành nghề ngay từ trong nhà trường. Và mong muốn rằng sau khi các em học, các em có đủ tay nghề để có thể tham gia lao động ở bất cứ một cái doanh nghiệp nào. Thì đấy là cái mục tiêu của nhà trường trong xây dựng chương trình là như vậy. Tập thể cán bộ, giảng viên trong khoa đã và đang thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, công bố các công trình nghiên cứu trong các diễn đàn, hội nghị, tạp chí chuyên ngành. Cùng với đó, khoa đã thiết kế, xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều hệ thống phần mềm phục vụ cho công tác giảng dạy, quản lý trong nhà trường, cũng như các phần mềm cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp khác. Nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng nhân lực chất lượng cao, ngành công nghệ thông tin và chuyển đầu ra của sinh viên, khoa rất chú trọng đến việc nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Cụ thể, nhà trường đã đầu tư cho khoa trang thiết bị, máy móc hiện đại như phòng thực hành mạng máy tính cấu hình cao trị giá gần 5 tỷ đồng, phòng thực hành công nghệ cao, hai đường truyền cáp quang FPT có hai IP tĩnh và nhiều trang thiết bị thực hành khác với giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Bên cạnh đó, hệ thống thư viện và phòng đọc sách giúp sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận với những nguồn tài liệu bổ ích, quý báu, phục vụ cho việc học tập và mở mang trí tuệ, vốn sống. Với các nội dung cập nhật như CCNA, Linux, MCSA, ảo hóa, bảo mật, trang quản trị mạng Đại Nam của thạc sĩ Lê Ngọc An nhận được sự quan tâm, truy cập rất lớn từ sinh viên trong và ngoài khoa, là minh chứng cho chủ trương gắn đào tạo với thực tiễn, học đi đôi với hành, đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, tăng cường các học phần theo chuẩn quốc tế cho sinh viên, kết hợp, hợp tác cùng nhiều tổ chức, doanh nghiệp như Aptech, NIIT, IBM Việt Nam, Microsoft Việt Nam, FPT, CMC, Vietsoftware, Hội Tin học Việt Nam, VAIP, Câu lạc bộ Mã nguồn mở Việt Nam, VFOSSA, Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam, VCCorp, Công ty Cổ phần Vật giá Việt Nam. Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên khoa công nghệ thông tin còn được trau dồi kỹ năng mềm, ngoại ngữ. Với chuẩn đầu ra TOEIC
từ 450 đến 600 điểm trong suốt khóa học. Khoa Công nghệ Thông tin còn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao của nhà trường. Tôi phụ trách công tác phong trào thì thấy ấn tượng với khoa Công nghệ Thông tin đó là sự cố gắng của thầy cô trong khoa cũng như của sinh viên để đạt được những cái thành tích đáng nể như là giải bóng đá của Đại học Đại Nam thường niên, thì cả nam và nữ hầu như là khoa Công nghệ Thông tin đã chiếm giải cả. Ngoài ra còn những cái hoạt động khác của nhà trường, hoạt động cộng đồng, hoạt động xã hội thì cả thầy và trò tham gia rất là nhiệt tình và rất là chất lượng. Nhân dịp 10 năm kỷ niệm thành lập khoa, xin chúc khoa thầy và trò phát huy hơn nữa cái truyền thống của khoa mình và đóng góp thật nhiều cho cái sự phát triển chung của trường Đại học Đại Nam. Với quy mô đào tạo gồm gần 1.000 sinh viên, trong đó gần 600 sinh viên đã tốt nghiệp, có việc làm và được doanh nghiệp đánh giá cao. Khảo sát tình trạng việc làm của cựu sinh viên năm 2018 cho thấy 100% sinh viên khoa Công nghệ Thông tin tốt nghiệp có việc làm và làm được việc ngay, doanh nghiệp không phải đào tạo lại. Hiện tại trong team công nghệ của Em Sánh cũng có một số thành viên là sinh viên của khoa Công nghệ Thông tin tại Việt Nam, và các bạn đều thể hiện rất tốt ngay từ quá trình tuyển dụng, đã thể hiện cho thấy là có nền tảng tốt và tư duy cũng rất ổn. Quả thực là khi các bạn vào tham gia team thì các bạn bắt kịp rất nhanh với tiến độ của team và tham gia các dự án. Hiện tại thì Web Sánh cũng có nhiều dự án lớn, bao gồm trang thương mại điện tử này, rồi cả một tờ báo điện tử lớn có lượng traffic và dữ liệu rất nhiều, nên là có rất nhiều bài toán khó. Nhưng các bạn ấy đều học hỏi và sử dụng các công nghệ rất tốt, hiện tại đều là các thành viên trụ cột của team. Trong số các sinh viên đã ra trường, rất nhiều sinh viên của khoa đã trở thành những gương mặt nổi tiếng và thành công trên nhiều lĩnh vực chỉ sau 2 đến 3 năm tốt nghiệp. Đặc biệt, có những cựu sinh viên sau 3-4 năm làm việc đã đạt được mức thu nhập hơn 1.000 đô la một tháng. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Công nghệ Thông tin, thay mặt toàn thể các anh chị em khóa đầu tiên của khoa dành những lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô, chúc các thầy cô mạnh khỏe và tiếp tục gặt hái những thành công lớn lao trong sự nghiệp chồng người. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm khoa Công nghệ Thông tin trường Đại học Đại Nam, em với tư cách là một cựu sinh viên của trường xin kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, công tác tốt và thành công trong sự nghiệp chồng người. Chúc các em tân sinh viên và các em sinh viên hiện tại không học lại, không thi lại và ra trường đúng hạn. Chúc mừng khoa Công nghệ Thông tin kỷ niệm 10 năm thành lập khoa. Có thể nói, khoa Công nghệ Thông tin Đại học Đại Nam không những dẫn đầu về chất lượng đào tạo mà còn về số lượng sinh viên đào tạo và đã tốt nghiệp, xứng đáng là địa chỉ tin cậy về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghệ thông tin.